Chào cả nhà, nay mình tiếp tục ra sông lớn mình câu nữa cả nhà ơi. Đó, cái lỗ đó mình cũng mới móc đó cả nhà. Đây là cái điểm mới này câu thứ coi sao. Đây vẫn tiếp tục là câu sông cái cả nhà ơi. Cái thiên nhiên. Mình cũng mới thả thính xong. Để hồi coi. Đây là cảnh quan của mình chuẩn bị câu đây cả nhà. Sông cái lớn. Đây, cái lỗ này. Thôi mình để mình xuống cần mình thả mồi coi xem cho. Ghĩa ha. Ghĩa gì đây? Cái gì ghĩa đây? Con gì ghĩa đây? Ôi ôi. Cách chim các bạn ơi. Cách chim này to à. À, chim bằng tay luôn. Đó. Cái chim hồng, cái chim bằng tay xè luôn á. Quá đã. Rồi nó ăn khó gỡ gì đâu. Rồi xong. Một em. Lợi coi nhóng nhóng rồi lên ơi. Có gì không đây? Lòi kìa, lòi kìa. Lòi rồi kìa. Con gì nữa đây? Con gì nữa đây các bạn ơi? Ôi ôi, cái gù mề các bạn ơi. Ôi ôi. Cái gù đồng, gù sông lớn. Cái gù sông lớn. Đây. Cái gù này à. Bà ngon gửi à. Bà ngon. Quá xa. Quá xa cái gỗ các bạn ơi. Nó ăn gì mà gỡ hết biết thì chứ. Ngon lành. Chạy quá chạy. Lôi. Lôi đi. Trời ơi. Đây, cái chim con. Thôi gỡ luôn. Thả lại. Gửi nó đi. Rồi ha. Rồi kìa. Lâu gì kỳ á.
có gì kỳ á, có gì đây, có gô nữa các bạn ơi. Ôi ôi, đây có gô nữa đây, gô đồng. Gô khủng không? Đây, 3,5 ngón. Ăn lúc luôn rồi. Rồi, để mình xử lý coi. Đây, xử lý xong rồi các bạn ơi. Một con cá gô đồng, là một con cá gô sông lớn. Thả lại coi. Lôi, lôi, trời ơi. Lớn, có màu. Lớn, có màu nè. Gỡ luôn rồi. Ơi, cá gì ăn ngộ ta? Cá gì ăn ngầm không? Ăn ngầm hả mày? Ăn ngầm thì ta gỡ, mày ăn ngầm. Dinh to đùng luôn. Ngon lành. Thả lại ơi. Ghĩa hả mày? Ghĩa hả mày? Ghĩa hả mày? Tiếp tục lên mày dinh nữa.
Đây viên này con to to không à, đó dễ gì mà dễ.